Hello, xin chào các bạn. Cây mình hôm nay cũng đang chín nè các bạn. Chín cây này thì lúc trổ các bạn nắng quá nó đậu được một số trái nè. Đó, mình đậu như vậy là mình cho là ít, rất là ít rồi các bạn. Đó. Nhưng mà nó đậu được nhiêu thì mình được hai nhiêu. Đó các bạn thấy không? Đó. Trái nè. So với người ta thì nó rất là nhiều. Nè, mình lấy cái tay mình bỏ ra cho các bạn xem nè. Đó, trái nè. À, trái nè các bạn. So với mình là cây này chưa đạt, không đạt. So với năm rồi nó chưa đạt các bạn. Đó. Tại vì năm nay mình dời ra chỗ trống nè. Bởi vì nó có trái điều nè các bạn. Đó, trái nè. Bạn thấy không? Đó. Cái này trên đọt nè. Vườn nhà mình là nay là tháng 4 âm lịch và tháng 5 dương lịch cho các bạn. Và cây của mình đây là trái chính là nó cũng chung là cũng đều vườn rồi các bạn, nó đều rồi. Đó. Bạn thấy không? Chính nè. Ở dưới này thì đây nè. Trao trảo nó ăn cũng hết rồi. Một số trái rồi. Đây. Mình người ta bán, người ta cần những cái trái vậy các bạn. Cần gì người ta bán cái cây, còn mình thì mình thả cho trâu trảo nó ăn, còn nhiêu quay nhiêu đó các bạn thấy nè. Rồi mình sẽ xử lý các bạn, chính ra ăn đợt đi, rồi mình sẽ cắt bỏ hết những cái cây lợi. Cây này có phơm tàn rất là đẹp các bạn, gốc rất là to nè, đó phơm tàn rất là đẹp nè các bạn, đó để mình quay kỹ các bạn xem, đó phơm tàn. Phơm tàn rất là đẹp. Này nó bị chá nắng các bạn nè. Trái nó cũng nó đều đáo chứ không phải không trái đâu các bạn nè, trái nè. Trái rất là đều. Nhưng mà so với cây này đối với mình là cây này chưa được. Chưa đạt, trái chưa đạt. Trái không đạt các bạn nè. Dưới này trái cũng rất là nhiều đó các bạn nè. Bạn thấy không? Len lỏi trong nè. Ra bông nữa nè. Bông nè các bạn. Nhưng đối với mình thì nó chưa đạt. Đó, trái vô nhà mình có thôi, trái bình thiêu. Đó. Trái bao la luôn. Nếu về khoe trái thì so sánh thì các bạn cũng thấy rồi, vườn mình thì trái các bạn cũng biết rồi. Đó. Cái dày đó mình là đạt chỉ 60% nữa các bạn, so với cái cây năm rồi 60% thôi. Đó. Mà năm nay mình sẽ xử lý cây này ra đều hết các bạn, tại vì á đó các mình nói các bạn nè, cái cây này nè mấy bên đây rồi các bạn, mình để khuất dùng một cái cây cây trang lá lớn á, do nó che khuất nắng hết rồi nó bị lép bên đây nè, giờ mình đem ra trống rồi lúc nào cũng có nắng đều hết. Những cây hái châu này các bạn, mưa nhiều quá cũng không đậu trái, mà nắng quá cũng không đậu trái nha các bạn, chứ không phải các bạn nói nắng còn phơi nắng, nhưng mà nắng như được năm nay các bạn, nắng gì 40 độ, 42 độ, 38 độ, không có cây nào đậu trái nổi các bạn. Mà mưa như giặt dùi cũng không đậu nổi. Cây hái châu các bạn biết vậy, biết chứ nên xử lý vậy. Đó. Trái cũng rất là nhiều nè. Bạn coi nè, đó, nó chín nè, nó dày, nó ửng lên vậy, các bạn có thấy cái trái nè. Đây, cây của mình, đang cây nè các bạn, mình chưa dọn, không chưa xong, dọn nó phóng đọt nè. Bạn thấy nó phóng đọt, nhưng mà trái nè các bạn, trái rất là nhiều, trái nhiều lắm các bạn. Nè, trái cục luôn nè, tại vì các bạn nó xanh, các bạn chưa có thấy. Nè, quay kỹ lại các bạn xem nè, đó. Đọt nào có trái hết. Đó. Đọt nào cũng có trái hết đây nè. Đó, như bên này cũng vậy nè các bạn. Nè. Đọt nào cũng có trái hết rồi các bạn. Đó. Đó. Thấy không? Đây mình mua một cái giờ mình ghép rừng nè các bạn, mình ghép rừng chơi nè. Đó. Đọt nào cũng có trái nè, trái nè các bạn thấy trái không? Đó, trái nè. Đó, trái vậy. Đọt nào cũng có trái hết. Như cây này nè, cây này cây bướm mình ghép nè các bạn.
đó, mình ghép tới nay bây giờ là nó mới đậu trái được nè. Đó, trái này nó đậu rồi. Đó, cái giống này nó lá tròn đẹp nè các bạn. Đó. Không? À, đậu trái nè. Đó. Còn cái bạch chỉ của bên cây nè, trái nè các bạn. Trái rất là nhiều. Đó. Nhánh nào cũng có trái hết. Đó. Cây cây này mình mua nè. Mua rất là đắt các bạn. Mà nó chết nè. Cây siro. Đang cây nữa các bạn, cây này tay cành tới nay nó chưa có trái nè. Chưa cành vậy nè, các bạn thấy không? Thấy chưa cành kia không? Đó, chưa cành nè. Mà có mấy cây này các bạn đừng mua. Cái cây chưa cành vậy các bạn đừng mua. Ai mê chưa cành vậy mua là chết. Để có trái được rồi mình mới giao lưu. Cây này giờ ai hỏi mua mình cũng không bán nữa. Mình mua về các bạn. Chưa cành nó to quá mình thích mình mua về. Nhưng đến nay thì nó chưa có qua có bông gì hết. Đó, người ta cũng nói cây sông cầu nè. Mua rất là đắt các bạn này. Bạn thấy không, có mẹ chân cành so với con tay cái mình thì nó bự hơn luôn, thẳng chân cái luôn đó. Tổng thể cây nè các bạn, cây rất là đẹp, nhưng mà mình chưa giới thiệu cây này. Người ta nói là sông cầu, lá cũng đẹp các bạn, nhưng mà cầu sao tới giờ nó chưa có qua có bông đó. Quay hết cho các bạn coi, bởi vậy mình nói các bạn đừng có tin. Đây nè, người ta đưa cái lá ra, người ta nói cây là cây sông cầu, lá đẹp nè, có trái tim luôn nè, các bạn thấy không? Nhưng mà đến thời điểm này nó chưa có hoa, chưa bông, mình không hiểu luôn. Cây hái châu là vậy, bởi vậy những cây hái châu mà của mình đó các bạn, nó có hoa, có trái, có bông đó các bạn mua, còn cái dạng mà nó đơ đơ vậy các bạn đừng mua. Mít lòng lắm các bạn, rất mít lòng. Đó, trái à. Trên cạnh các bạn thấy các bạn kết liền cái gì không? Quăng hoại quăng quên luôn, bây giờ ấy này kia nọ rất là nhiều, lá cũng đẹp, trái tim có đó. Bởi vậy mình bán, mình nói theo để bán thì mình không nói được. 100 người nói cây này giờ thí dụ trái đặt gật đi, trái kính cây đi, mình bán giá rất là cao. Còn không có trái này đừng lấy, mình nuôi cây này mình mua về các bạn, mình cũng là thấy chân cảnh nó lớn to đẹp nè. Cái công người ta nuôi rất là công phu. Đó, mua về trải nghiệm. Được cũng được thì mình tính. Trời lá. Những cây hái châu được ghép bạn mình là chuyên về ghép mà. Cây nào á, cây này cây bướm nè. Đó. Mình ghép nè các bạn. Đó, ghép cây hái châu lá nhỏ nè, trái nè. Đó, hái châu lá mình ghép lựa những cái lá đẹp mình ghép các bạn. Nè, cái dòng lá đẹp, trái tim tròn mình ghép chứ không ai ghép mà khùng mà đi ghép cái cây lá tầm bậy đâu. Đó, những cái cây mà cây này cây hải châu này, hải châu ở Vĩnh Lợi, mấy cây mình móc móc lại nè, bạn thấy không, nó đậu trái nè, cây chút xíu à, giờ mình uống mình sửa lại nè, đó nó đậu trái nè các bạn, đó mấy cây đổ bay bay nè, đó nè, cái cây này mình nuôi nó cũng có trái rất là nhiều nè các bạn, đó trái nè, trái rất là nhiều, mình trồng cây gì cũng có trái hết các bạn. Này trái nè các bạn, cây bạch chỉ này khó có trái lắm nha các bạn, nhưng mà một hai chùm trái thôi chứ mình nuôi chỗ nào cũng có trái nè, chỗ này cũng trái nè, trái ra rất là đều đó. Cây đây cũng vậy các bạn, chín bằng ngón út mà chưa chín nè đó. Cây này thôi mình trùm lại các bạn, cây này mình ba giao lưu rồi, nhưng mình trùm lại mình để mình quay cái clip cho anh em ta mua người ta thấy đó. Cây này cũng trái nè, trái rất là nhiều các bạn nè, trái nè. Đó, nhưng mà mình để cho anh em mình cho anh em ta khi nó chín đó các bạn, anh em ta thấy cái trái nó, để nhiều khi người ta cũng không tin mình các bạn, mình nói cây này siêu trái, trái nhiều lá nhỏ, trái chùm đẹp thì kia nó người ta không tin đó. Nhưng mà mình phải để lại những cái chùm trái hoặc là mình bao lại, đừng cho trâu trảo nó ăn, để mình quay lại cho anh em, để cái thật mình nói cái thật đó là vậy đó. Trái nè, giờ mình gỡ ra thì nó rất là cực đó, coi nè các bạn thấy không, trái nè đó, cây mình đó các bạn, nó cho trái vậy các bạn mua nha, trái nè, tại vì cây nó màu xanh các bạn nè, nó chưa có chín, các bạn thấy là nó chưa nó bật lên đó, trái nè các bạn đó. Chưa nó bật lên, bạn cho bạn không thấy trái, còn cây này bông thôi, bao la nhưng mà không biết đậu trái thôi không đó. Cây này cũng vậy được các bạn, cây này mua cuộc sống mưu sinh nè, đến nay nó cũng dần vàng lá kỳ quá. Đó, cây này cây chiết nè các bạn, đây cây mình chiết ra nè,
Đó, trái nè các bạn. Bạn thấy trái không? Đó, chiết ra. Mấy cây này trái mình trùm lại đi. Đó. Cây này trái nè các bạn, thấy trái không? Quay kỹ trái. Trái bình thiên luôn, quá trời trái luôn nè. Để vô tay vô các bạn mới thấy nè. Đó, nè. Thấy chưa? Trái nè. Cục cục luôn, cây này này trái đậu dữ á. Đây. Đó. Bạn thấy không? Đây nè. Đó, cái bên này cũng vậy nè các bạn, trái nè. Đó, thấy rất là nhiều. Còn cây mini mình vô cái dĩa mỏng 3-2 phân nè các bạn. Trái nè các bạn. Đó, cây mini nè, ra bông nè. Trái nè. Đó, trái các bạn, trái nó đẹp ghê không? Vàng kia nọ nè. Đó. Cây mini chút xíu à. Vô cái nè. Vô cái này là cái dĩa mà đựng vô lên cái chậu các bạn. Người ta thường thường ta lấy cái chậu á, người ta để lên cái dĩa này rằng tao để trên bàn bàn uống trà đồ á, ta sợ tưới nước á, mình lấy cái đấy cái dĩa nè, mình khoét lỗ mình trồng cây mini vô nè. Mà bạn thấy trái không? Mà trồng mấy cái này hơi cực các bạn, nó ra bông nè. Cái này các bạn trồng nó hơi cực là gì? Là các bạn phải tưới thường xuyên. Còn bên này thì nó đã cho trái chính là trao trảo nó ăn hết rồi. Đây, còn số trái thôi. Đây quay cho các bạn xem nè. Đó, cây này cũng vậy rồi các bạn, nó đang cho trái nè. Đó, cây mini nè. Đó, cây này có chút xíu à. Đó. Nè, trái nè. Đó. Còn cây này cũng vậy nè các bạn. Cây này mình đã hái trái một lần rồi. Giờ nó cho trái lại nè, chính là thôi có bỏ đi, trao trảo nó ăn. Cho vườn mình nó lúc nào cũng có con trâu trảo á. Đó, mình chơi thì mình cây này thì được rồi, nó nắng mà nó trổ nè các bạn. Nhưng mình cũng xịt nước, mình xịt nước dữ lắm nha các bạn. Nè. Đó, nó vẫn cho trái nè. Đó, trái nè các bạn, trái rất là nhiều. Tại nó tiệp với màu lá các bạn nè, để tay vô các bạn mới thấy nè. Tiệp màu lá các bạn mới không thấy nó thôi nè. Đó, còn bên này cũng vậy nè các bạn. Trái nè. Nói về trái cái vườn mình á, đây là những cái cây mini nè các bạn, cây mình chiết ra nè. Đó, trái nè. Lúc nào cái đồi này cũng có trái nha các bạn. Hết cái đợt này tới đợt kia quanh năm luôn. Đây, lớp chín nè. Đây, các bạn thấy trái không? Đó, trái nè. Cái đồi này mình ghép không biết bao nhiêu cây, mình không có đếm luôn các bạn. Mình thấy trống là mình đẩy vô à. Nè, những cây mini chiết mình ghép nè. Nè. Nó sụp xịt hết đó à. Đó, trái nè. Các bạn chơi các bạn phải chế ra chơi. Chứ cái dạng mà ấy là nó không có các bạn. Đây. Đây đằng sau mình hái rồi các bạn. Được rồi, mình cho thằng em nó hái em mới rồi. Nhưng mà vẫn còn trái rất là nhiều. Đây lát mình kêu xuống nó hái thằng mới này nữa các bạn, trái nè. Đó, hai thằng mới này nữa. Trái này cũng lá tròn, trái tim đẹp luôn rồi các bạn. Đó, cái này nè. Cái màu các bạn chín trái các bạn thấy đẹp không? Đó, nè ngón út mình nè, soi ngón út mình đi. Đó, trái bóng lưỡng luôn. Nè. Đó, soi ngón út mình đi. Đó, bóng lưỡng to thật là to. Một số trái nằm được chen đen lỗi ở trong này các bạn. Nè. Chứ không phải nó ở ngoài nè. Đó. Cây này thì cây mình ghép các bạn. Ghép ạ. À. Đó, trái nè. Đen lỗi trong luôn, rất là nhiều. Đó các bạn thấy không? Nè, cây này ghép này nha các bạn. Đó, ở dưới cũng trái rất là nhiều đó các bạn. Đó, anh chùm trái nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, trái rất là nhiều, cây này cây ghép nè, cái lá rin đó nè. Hải châu vẫn lá nhỏ nha các bạn. Nó mọc ở trong mát luôn mà lá vẫn nhỏ nè. Nhưng mà cây này cây núi. Cây núi La Cà nói bứng ở đâu ở Tây Sơn á, trên núi Tây Sơn á. Rồi bán rẻ rẻ về mình ghép này cũng 3-4 năm rồi các bạn. Cái gốc hoành này cũng 6-70 ạ. Ghép lá đẹp nè. Đó. Ghép nó ghép à. Chơi mình gạt người ta chứ. Về người ta cũng phát hiện, thí dụ mấy cái chồi dưới này lên người ta phát hiện cái lá khác liền nè. Lá núi nè các bạn, nó nhọn nhọn như cái ấy à, nhọn như cây kim nè. Cây này cũng cải châu đoạn lá nhỏ nè các bạn nè. Bạn coi so sánh đi, lá nhỏ nằm trong mát mà lá nó nhỏ vậy là các bạn biết rồi. Đó. Rồi trái cây này cũng cây bướm mình ghép nè các bạn.
có trái nè, bạn thấy không, thấy trái chưa, trái nè, nó trái nè. Đây mình lựa những cây giống tốt mình mới ghép nha các bạn. Trái cục 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 luôn, cây nào vừa nè mình trùm lại nè để cho nó chín, quay clip cho các bạn xem. Còn cây này được rồi, mình nói các bạn, mình nói ghép nè. Cây này cây rin, cây rin các bạn nè, đậu trái nè, đậu số trái là thôi chứ đỏ bông nó thấy các bạn thấy bông các bạn muốn mua rồi á, tại vì nó bông chùm 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 ghê lắm, bông nó dây 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 nè. Đó. Không phải mình giỏi gì các bạn, mình không có giỏi về cái cây hải châu mà mình làm nha các bạn, mình không có giỏi nha, mình nói thật nha. Nó trái cũng trái nè các bạn, trái hàng hà luôn nè. Đó. Mình không có giỏi về cây hải châu mà mình làm trái các bạn, không có giỏi, mình nói thật các bạn nha. Mình giỏi là giỏi cái gì, giỏi là mình chọn cái giống đó các bạn, giỏi cái mình đã có bây giờ là học phí rồi nhiều rồi, do đó mình biết cách chọn giống. Đây trái nè các bạn, đó trái nè, để trong trong này để cho trâu trảo nó bớt vô ăn nè. Đó, đang quay clip cho các bạn xem. Đó, trái nè, bạn thấy trái không, trái đó. Rồi clip cũng dài các bạn, đó mình xin tạm dừng cái clip ở đây. Cây này trái rất là đẹp, giống rất là đẹp các bạn, ghép giống này mình ghép vừa hài lòng, giống này trái to bằng ngón út, bóng lưỡng chín cái màu rất đẹp nè, bạn thấy không, to không, soi ngón tay mình đi, to quá to luôn đó. Rồi còn cây nào, đây 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 trái nữa nè, trái nè các bạn, bạn thấy trái chưa, đây cũng có trái nè đó. Còn trái ở đây để mình cây này thôi, để bây giờ mình gỡ ra mình quay nó cực quá, để mình nay mai mình sẽ gỡ cây này ra. Cây này cái bụi rừng 13 ấy, đây đây này cũng có trái nè, riết hết chỗ để rồi, để tầm bay tầm bạ để chua chen chút bây giờ đó. Đó. Rồi clip cũng dài các bạn, tạm dừng. Hôm nay cái cây này, cây này bữa mình chỉnh lại, mình có lên clip các bạn xem, nay ra đọt non đỏ luôn các bạn thấy không. Cây này cái bướm mình ghép nha các bạn, trái nè, cây này cũng vậy nè, trái rất là nhiều nhưng mà nó chưa nổi bật thôi, mình không quay đó. Cây này cũng vậy được các bạn, cây này được rồi, mình trái rất là nhiều, cây này chơi tặng cổ nó mà các bạn đó, để nay mai mình gỡ ra mình quay cho các bạn xem, trái cũng trái rất là nhiều nè, trái cục cục luôn để cho nó chưa chín đó. Đây những cây mà ra trái nè các bạn, mini mà ra trái nè đó. Thấy không? Đó. Rồi mình hồi nãy mình có nói với các bạn là mình về cây trái á, người ta nè, trái mình á, đặt vườn luôn, chỗ nào cũng có trái luôn. Đây trái nè các bạn nè, cái chín nè đó, cái cây mini của mình nè các bạn, trái nè, quay cho các bạn xem trái nè các bạn. Đó, trái nè, bạn thấy không, mini nè, đó, chín nè, trái nè. Đó, để nhiều khi người ta nói ở vườn ông trái mùa có trái, vườn mình lúc nào có trái nha các bạn, mini là trái hết. Đây, trái nè các bạn, đó, trái rất là đều, chỗ nào cũng có trái hết. Rồi, mình xin kết thúc clip tại đây, mình quay tổng thể cây này cho các bạn xem. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn.